cà vòi, mỗi ngày một câu chuyện. Sướng khổ tại tâm, trích từ Ngô Đình Phụng Yến. Bạn nghĩ mình sướng hay khổ? Hãy đi xem thử sướng khổ ở những quốc gia khác như thế nào nhé. Đầu tiên mình đi đến Ấn Độ, nơi có vô vàn tỷ phú và cũng ngập tràn người nghèo đói. Ở những nơi mình đi qua, không khí ô nhiễm, nhiều thứ xô bồ, người ăn xin ở khắp mọi nơi. Rồi mình đến Nhật Bản. Nhật Bản lại mang một thái cực hoàn toàn khác của một quốc gia phát triển bền vững. Mọi thứ tinh tế đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Trong phút chốc, mình nghĩ rằng người Nhật có phần sung sướng hơn rất nhiều. Nhưng ngó đi thì cũng phải ngó lại. Người Ấn sáng dậy tập yoga, uống trà sữa, chiều tắm xong hằng, tối cúng bái. Vậy có thông dong hơn không? Trong khi người Nhật mệt mỏi hối hả hay có khi giật giờ trong bộ đồ công sở giữa giờ tan tầm thì khổ hơn chăng? Dù là sướng hay khổ thì chúng ta đều sẽ kết thúc một kiếp người bằng cái chết. Người Ấn an nhiên trải chiếu nằm chờ được chết bên sông Hằng, nhẹ nhàng như chờ được tắm sông thôi. Rồi theo con sông, linh hồn được giải thoát khỏi thể xác cũ. Nhiều người Nhật lại chọn cách tự tử ở đường ray tàu để kết thúc chuỗi ngày có lẽ đã quá nhiều ưu tư. Trước cái chết, họ hay chúng ta đã sống như thế nào vậy? Nói về hạnh phúc chắc phải nhắc đến Bhutan, nơi con người sống giản đơn chân thành chan hòa với thiên nhiên. Không khí cực trong lành với mức độ phát thải là âm và nông nghiệp organic. Họ luôn nói về chuyện hãy bớt tham sân si trong cuộc sống này. Họ có thể ăn cơm trắng đạm bạc với ớt xào thôi mà trông vẫn rất vui tươi. Những ngày ở Bhutan, mình thấy mọi thứ thật yên bình và dễ chịu. Như vậy, người Bhutan sướng nhất rồi chăng? Chuyện phụ nữ bị bạo hành ở Bhutan cũng là một góc tối có thật của quốc gia hạnh phúc này. Thì làm gì có sướng khổ nào là tuyệt đối? Cái đẹp nằm trong con mắt của kẻ si tình, còn sướng khổ nằm trong tư duy của người suy diễn. Cơ bản là dù sống ở quốc gia nào, lớn lên trong điều kiện ra sao, chúng ta ít nhất phải chiến đấu với cuộc sống. Ta không chọn được chiến trường để chiến đấu, nhưng có thể chọn được tâm thế khi mà ra trận. Quả cảm hay yếu hèn, biết chấp nhận rồi nỗ lực vươn lên, hay luôn sân si tị hiềm than phiền đổ lỗi cũng là do ta lựa chọn. Sao không chọn tích cực và lạc quan nhỉ? Hãy để năng lượng tích cực cháy trong bạn mọi lúc mọi nơi và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi nó chạy đủ đầy, bạn sẽ không thấy đời mình khổ nữa. Được mất là duyên và khó khăn là thử thách.